review hành trình du lịch Mộc Châu 3 ngày 2 đêm, chi phí chỉ khoảng 3.900.000 cành trên một người. Let's go! Bán thì ở thành phố Cần Thơ, để lên được Mộc Châu, bán cần bay ra Hà Nội. Vé máy bay luôn khứ hồi là khoảng 2 triệu trên một người. Thời gian bay từ Cần Thơ ra Hà Nội là khoảng 2 tiếng. Đến sân bay Hà Nội thì bán đặt nhà xe limousine Nhật An, tuyến Hà Nội Mộc Châu. Nhà xe này sẽ có luôn đưa rước sân bay nha các bạn. Giá vé là 350 cành trên một người. Thời gian di chuyển từ Hà Nội lên Mộc Châu là tầm 4 tiếng. Lên đến Mộc Châu thì bán ở Hom Bi Lắc, nằm ở trung tâm huyện Mộc Châu luôn. Rất thuận tiện để cho việc đi lại. Ở đây khuôn viên khá là rộng, đặc biệt có view suối nước rất là trong xanh. Phòng ở đây sẽ có giá là 480 cành trên một đêm cho hai người nhé các bạn. Ở hôm thì cũng cho thuê xe máy với giá là 170 cành trên một ngày. Nhận phòng xong thì tụi mình đi ăn tối. Tụi mình ghé quán cơm Thái Sơn La do thổ địa ở Mộc Châu chỉ. Quán này thì của người đồng bào Thái và chuyên các món ăn của người đồng bào cực kỳ ngon. Tụi mình đi hai người kêu nửa con gà ăn kèm với các món lợn bản nướng và đột bí xào cùng với nếp cẩm khá là ngon. Một phần như thế này là 300 cành nhưng mình nghĩ là phải 3 đến 4 người ăn mới hết nổi nha các bạn. Các bạn có lên Mộc Châu chơi thì nên ghé quán này ăn thử nha. Ăn tối xong thì tụi mình đi một vòng phố đi bộ Mộc Châu. Chỗ này cũng khá là đẹp và có rất nhiều mặt hàng. Tuy nhiên do tụi mình đi vào đầu tuần cho nên rất là vắng. Nếu các bạn đi vào ngày cuối tuần thì sẽ rất là vui vì có rất là nhiều chương trình hấp dẫn. Đi một vòng xong thì tụi mình ghé về nghỉ ngơi và sáng hôm sau bắt đầu hành trình. Buổi sáng tụi mình ghé ăn phở Bát Đá khá là nổi tiếng ở Mộc Châu. Phở ở đây thì khá là đậm đà và để trong bát đá nóng vì vậy cho nên luôn giữ được độ ấm. Một phần như thế này chỉ có 50 cành thôi các bạn. Ăn xong tụi mình di chuyển qua tiệm cho thuê đồ Đinh Gia Tiệm. Chỗ này thì chuyên cho thuê đồ và phụ kiện rất là đẹp nha các bạn. Và điều làm mình bất ngờ đó là đồ cho thuê ở đây khá là rẻ. Một bộ đẹp như thế này giá chỉ có khoảng từ vài chục đến 250k trên một bộ, đã bao gồm đầy đủ phụ kiện. Lên đồ xong thì tụi mình bắt đầu di chuyển đi chơi. Vì các điểm tham quan ở Mộc Châu thì khá là nhiều và nằm cách xa nhau. Để thuận tiện cho việc đi tham quan, mình đã bóc một bạn hướng dẫn viên địa phương ở trên này dắt đi. Bạn này thì cũng là chủ của chỗ cho thuê trang phục và khá là nhiệt tình và dễ thương nha các bạn. Điểm đầu tiên tụi mình ghé đó là hang Táo, ngôi làng nguyên thủy của người đồng bào Mông chốn cả thế giới. Đường vào làng thì có một đoạn tầm 500m, đường khá là xấu. Bữa tụi mình đi thì lại gặp ngay trời mưa nữa, đường khá là trơn sình lầy. Cũng hên là xe của bạn hướng dẫn viên là xe địa hình cho nên chạy qua tốt. Vé vào làng là 30k trên một người. Vào đây bạn sẽ như lạc vào một thế giới khác. Không sóng điện thoại, không có điện, cũng không có wifi. Chỉ có các đàn lợn tung tăng đùa vui với những chú chó trên thảm cỏ. Nhìn cưng xỉu luôn. Vào đây mà các bạn lên đồ chụp hình thì ta nói hết nước chấm. Ai làm gì làm, còn tôi thì đi săn lợn bản. Gì chứ mấy cái này là nghề của mình nha. Sau một hồi rình mò thập thò và dương cung bánh thì chuyện gì đến cũng phải đến. Giờ thì em ơi, tớ đã mất nhau rồi. Vì không săn được lợn nên tụi mình vào một nhà ăn của người dân trong làng để hóa duyên buổi trưa. Tính vào hóa duyên xem có gì ăn để chống đói không, nhưng lại thấy anh chủ nhà đang luộc gà cộng thêm combo nếp nương với nướng chuột rừng. Ta nói nhìn ngon hết sảy. Hỏi ra mới biết là tụi mình đã đặt từ trước. Một phần ăn tuyệt vời như thế này chia ra chỉ mỗi người 100 cành thôi nha các bạn. Đến đây thì nhất định các bạn nên thử trải nghiệm này nha. Đặc biệt những bạn nào thích ở lại trải nghiệm nhiều ngày thì chỗ anh chị cũng có làm home luôn á. Các bạn có thể ngủ lại đây luôn nha. Và mét cho các bạn một tin, đó là người đồng bào Mông sẽ ăn Tết từ ngày 1 tháng 1 là Tết Tây của mình á, và kéo dài trong một tháng luôn. Thời gian đó mà các bạn lên được đây chơi á thì khỏi nói luôn rồi, quá phê. Ok, phần 1 của bạn cũng khá là dài rồi. Bạn xin ngừng video tại đây nha. Ở phần tiếp theo thì bạn sẽ dắt các bạn đi các vườn trái cây rất là đẹp ở Mộc Châu, cũng như là thác Nàng Ti nữa. Các bạn muốn xem review hướng dẫn chi tiết hơn có thể qua kênh YouTube của mình Toroban, mình đã review rất là kỹ ở bên đó. Còn bây giờ thì nhớ follow kênh của bạn để xem các phần tiếp theo nha. Bye bye và hẹn gặp lại tất cả bạn những clip sau.